Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật 23 tháng 6 2019. Đến với VATV sáng hôm nay gồm có hai phần. Phần đầu là phóng sự Ngày nhớ ơn cha mẹ do Hội Ái hữu Gia Long miền Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức và phóng sự kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa 19 tháng 6 tại Charlotte, North Carolina. Trong phần 2 là phóng sự Đại hội Thiết giáp binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa 2019 tại Tampa, Florida. Để mở đầu chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phóng sự Ngày nhớ ơn cha mẹ do Hội Ái hữu Gia Long miền Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện vào ngày 9 tháng 6, 2019 tại Fort Hood, Virginia. Phường của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Nước biển bao la không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, và Hội Gia Long miền Đông Hoa Kỳ đã có một ngày tạ ơn cha mẹ 2019. Chiều trường xưa đem hương sáng muôn đời, dòng máu thiêng còn đường đồng vàng trái tim. Bao nhiêu năm qua, Hội Ái hữu Nữ Trung học Gia Long miền Đông Hoa Kỳ đều tổ chức ngày lễ mẹ vào tháng 5. Nhưng những năm sau này, hội đã dành một ngày đặc biệt để nhớ ơn cha mẹ vào tháng 6. Tạ ơn cha mẹ nhớ công sinh thành, và năm nay đã được tổ chức vào ngày Chủ nhật 9 tháng 6, 2019. Vào lúc 11:30 sáng tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fort Hood, Virginia, với sự tham dự của các quý thầy cô, các cụ nữ Gia Long với tà áo tím, áo trắng, các chàng rể của Gia Long cùng với các thân hữu từ mọi nơi, và của trường Nữ Trung Vương, các nam sinh đã từng học dưới mái trường Chu Văn An, Patrick Ký. Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Mỹ Việt là lời chào mừng và cảm tạ các quý giáo sư, các quý chị em Gia Long, cùng gia đình và thân hữu đã đến chia vui với Gia Long miền Đông Hoa Kỳ, do tân hội trưởng cô Lương Duyên gửi đến. Kế đến là tặng quà cho các thầy cô. Năm nay cũng không ngoại lệ, các chậu hoa lan đã được kính tặng đến thầy cô. Thêm vào đó một điều đặc biệt, các bậc cha mẹ và các chị em Gia Long cũng đều là các bà mẹ. Vì thế, mỗi bàn đều có một bình hoa hồng đỏ, để mọi người ra về đem một kỷ niệm, một cánh hoa hồng. Năm nay, hội cũng có một ổ bánh sinh nhật thật lớn để ăn mừng mọi người có tháng sinh nhật từ tháng 5 đến tháng 8. Bài nhạc cuối cùng gần nhau đã kết thúc chương trình văn nghệ thật đặc sắc do các cụ nữ sinh Gia Long và thân hữu trình diễn. Chương trình đã kết thúc vào lúc 3 giờ trưa. Kính thưa cô, Bích Phượng thấy có những cô bằng áo dài trắng và những cô bằng áo dài màu tím. Hai cái sự khác biệt như thế nào? Hai màu đều rất là đẹp. Cái màu trắng là dĩ nhiên là màu áo của học trò từ lúc mà trường trở thành trường Gia Long, từ vì trước đó là trường áo tím, lúc mà Pháp nó mình thành lập trường là lúc đó là trường áo tím, rồi sau này là đổi ra trường áo trắng. Thì lúc mà mình làm lễ thì mình cũng tôn trọng cái truyền thống đó là để mặc áo trắng, rồi hôm nay bây giờ mình chuyển qua áo tím là từ vì chút nữa là ca bài có cái màu áo tím, thành ra đổi qua màu tím. Tôi vào Gia Long năm 1961. Sau 3 thì tôi đi Mỹ học cao học và sau 5 tôi về dạy lại trường Gia Long. Thì sau 8 thì tôi đi công tác ở Mỹ, nhưng mà sau đó mẫu thân cho nên tôi tị nạn luôn. Từ 1968 thì tôi ở đây luôn. Và tôi rất mừng là đã chọn nghề dạy học mà lại được vào trường Gia Long. Tại vì các em Gia Long rất là dễ thương, rất là trọng tình nghĩa thầy trò. Rất là thân tình với lại Gia Long, không cái mà không bao giờ quên được chuyện là có một ngày đó, có một cái tổ chức Trưng Vương bị một chút problem mà chị Kim Hà là người đứng ra cứu bò, thành ra cái chuyện đó không bao giờ quên được hết. Thưa, khi mà Trúc Mai đã nói là một chuyện mà cứu bò, tức là Trúc Mai đã không muốn tiết lộ cho nó trắng ra, nhưng mà điều thật sự là không phải chỉ có Kim Hà cứu bò Trưng Vương. Nhưng Trưng Vương á, khi Kim Hà hay Gia Long cần cái gì đó, luôn luôn có mặt Trưng Vương. Không phải chỉ cứu bồ không, mà chia sẻ, mà cùng với nhau để làm cho hai trường luôn luôn là một. Và Bích Phượng sẽ thấy là tháng 10 sắp tới, Trưng Vương cũng sẽ có buổi đại hội, và chắc chắn là Gia Long cũng sẽ đúng sát rồi. Cánh với Trưng Vương. Tôi không học Trưng Vương mà cũng học Gia Long. Nhưng mà cái vùng Virginia này thì thật sự là phải có hai cái hội mà tôi rất quý mến.
là có cái tình, ngoài cái tình trương vương của quý vị thì đối với tôi là một người thân hiếu, lúc nào cũng nhớ đến và để mà cho tôi tham dự. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự ngày lễ cha mẹ 2019 do Hội Gia Long miền Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau.